Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại em đang đứng thuộc khu vực xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị nằm tại khu vực trung tâm của xã N Thôn Hạ, thuộc khu vực ngã ba cửa rừng. Lô đất có lợi thế là hai mặt tiền, diện tích chiều ngang là 9,28. Theo hướng bên này là 9,28. Và chiều dài ở phía bên này là 30m, trừ phần lộ giới đi, mình còn 26,5m. Hiện trạng đang được toàn quyền sử dụng là 30m, chưa quy hoạch đường mở rộng nha quý anh chị. Đường mở rộng đang 14m ở phía bên này. Thì giữ nguyên hiện trạng, mình sẽ giữ được toàn bộ phần đất của mình là 9,28m. Đất mình có hai mặt tiền, đều là mặt tiền đường thông. Giá là 2,7 tỷ. Trên đất đã có sẵn 100m² thổ cư. View hướng ra hồ, hồ N Thôn Hạ ngay đây nha quý anh chị. Và ngay bên này là khu vực ủy ban cũng như là khu vực quân sự, an ninh và khu chợ của khu vực N Thôn Hạ. Đây, anh chị thấy ở phía bên ngoài này, đây là cây xăng. Phía bên ngoài là khu vực ủy ban và khu vực quân sự. Và bên này là khu vực chợ của khu vực xã N Thôn Hạ. Từ vị trí đất mình di chuyển là tiện ích trường, trạm, chợ, ủy ban chỉ trong bán kính là 1,5 km. Đất của mình ở phía bên này, trước đất đã có nhà về sinh sống rồi. Lô mình là ngay lô góc. Bên này có nhà thờ. Mặt tiền bên này của mình là 9,28. Giáp với cái vườn dâu này đây, giáp cái vườn ớt này. Đang cho thuê trồng bắp lại. Đây, thế đất cao hơn mặt đường. Hướng thẳng ra hồ đây. Hướng thẳng ra hồ. Theo hướng này, mình sẽ đi ra ngoài quốc lộ 27 nha quý anh chị. Lát em sẽ đi ra để anh chị mình xem, mình tham khảo cái tuyến đường ra ngoài rất gần, chỉ khoảng tầm 200m thôi, gần 200m. Và xung quanh không gian rất là thoáng. Dành anh chị nào mình mua mình định cư, rồi về lâu về dài dân cư ở kín thì mình có thể kinh doanh buôn bán nhu yếu phẩm hàng ngày. Đường này mình sẽ thông qua đường DH1. Và đường này mình sẽ thông ra đường nhánh của quốc lộ 27 kết nối với đường DH1. Và tuyến này mình sẽ cũng sẽ đi vào tuyến nhân sinh và cũng sẽ thông ra lại đường DH1. Đường DH1 là tuyến kết nối giữa các khu vực xã của huyện Đức Trọng, gồm N Thôn Hạ, qua bên Tân Hội, Tân Phú, Tân Thành. Tuyến rất là dài nha quý anh chị. Tuyến nhựa được mở rộng rồi. Và đường của mình nếu như mở rộng cũng sẽ là đường mở rộng ra là 14m. Hiện tại thì đường đang xuống cấp rồi, nên có thể là sẽ bảo hành trong cái thời gian tới. Đất của mình ở đây, lô góc ở ngay đây. Về phần phía đuôi này, mình sẽ giáp với bên mặt hồ bên này. Nhà bên này cũng xây thấp thôi, xây cấp 4. Thông là giáp với mặt hồ, bên kia là phía rừng thông, rất là thoáng và mát nha quý anh chị. Từ vị trí đất di chuyển về sân bay Liên Khương, khoảng cách là 9 km, và mình di chuyển về thành phố Đà Lạt khoảng cách là 35 đến 36 km. Toàn bộ tuyến đường lưu thông đều là đường bê tông và đường nhựa, tiện ích đầy đủ, cách trường, trạm, chợ, ủy ban chỉ trong bán kính là 1,5 km thôi. Cách trục quốc lộ 27 cũng chỉ khoảng tầm 200m thôi. Và ngay giáp khu vực hồ. Bên này thì có thể là sẽ quy hoạch lòng hồ đó anh chị. Nên mai này nếu mà quy hoạch thì có thể mình sẽ không bị khuất cái tầm nhìn của những cái ngôi nhà này đâu. Những ngôi nhà mà ở khu vực hồ của khu vực xã, thị trấn, thành phố đều sẽ có chủ trương là quy hoạch thành đất thương mại dịch vụ, làm điểm
sinh hoạt công cộng cho dân sinh, cho dân sinh trong khu vực. Tất của mình ở bên này, nhà cửa đều là có hết rồi. Nếu các anh chị nào mình quan tâm tới vị trí lô đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để dưới phần mô tả để em có thể đưa anh chị tới đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.